không phải là vô tâm, mà là bản thân không muốn đặt tâm ở đối phương. Không phải khoảng cách xa mà không tới, chỉ vì chưa đủ yêu, chưa đủ nhớ để nhất nhất phải gặp lại một người. Không phải bình thản cười vui vì chẳng có gì cần lo nghĩ, chỉ là cô ấy muốn mọi người xung quanh an lòng rằng đời mình vẫn ổn. Không phải đọc những dòng này vì rảnh rỗi không có gì để làm, mà bởi vì đôi khi mình cũng cần ai đó nói hộ là không phải cứ vui là cười, say là buồn. Mọi thứ không phải lúc nào cũng cần rõ ràng mạch lạc như cách ta đang diễn. Em nhỉ? Trái đất vẫn quay, ai cũng đổi thay. Ta không có lỗi, ta không có lỗi.